Chào các bác, hôm nay em nên test áp suất chiếc nồi Toshiba chuông màu đỏ dung tích của lít điện 100V sản xuất 2016. Và chiếc này đã được thay cắm mới, giọt rất kín luôn. Các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Các bác phải xem kênh như em xin lưu lại, chia sẻ, đăng ký kênh. Rất kín luôn. Và chiếc Toshiba chuông này sản xuất 2016 này là dòng VIP của hãng Toshiba, nấu cơm rất ngon luôn, nấu cơm dài, nấu cơm rất sặn, như dòng Toshiba này, cơm rất là sặn. Các bác có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920, hay cặp mới tinh luôn. Còn 10 phút nữa là hành trình đấu kết thúc. Rất chất lượng luôn. Chiếc này là cao tần áp suất hút chân không Toshiba chuông. Dung tích 1 lít điện 100V sản xuất 2016.